Hello, em Rainbody, welcome to Hell VKT. Chào các bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Hell VKT. Thì nay chúng ta sẽ đến với một con game được yêu cầu và từng làm mưa làm gió dữ dằn dện lắm nha. Nhưng mà nay chúng ta mới gặp lại em đó. À, anh em nhìn biết con gì không? Đúng, anh em biết á. Đó. Con phi tiên. Nhưng mà phiên bản nè, admin không biết admin đặt tên là thể loại game gì đây. Nhưng mà nào. Ok, nhân vật nam thôi. Nữ hoài, kỳ lắm. Rồi, đầu vô chạy nhiệm vụ tân thủ. Hư huyết gì không? Rồi, ok. Trời, lâu lắm mới thấy lại thế hệ loại game này luôn á trời. Ôi giời ơi, lâu lắm. Ok. Chúng ta đến với thông tin server cái đi. Tại vì heo có mượn được cái hạt game luôn nha. Đấy, đầu vô thì để đây. Đó. Rồi, đến với thông tin server cái nè. Đây, móng bự lên cho dễ nhìn. Tiên hiệp đồ họa đỉnh cao. Khai mở máy chủ duy nhất, không khai mở máy chủ thứ hai. Tỷ lệ nạp 100.000 bằng 50 triệu kim nguyên bảo. Quà tân hữu cực xịn sò con bò. Free VIP 24, free thời trang Bích Hà. Free 50 triệu kim nguyên bảo. 9.999 đang nâng cánh. 9.999 đang nâng tọ kỵ. 9.999 đang nâng thần binh. 9.999 đang nâng pháp trận. 9.999 đang nâng dấu chân. 9.999 đang nâng thần trang. Nâng thoải mái các tính năng. Dư thì bạn có thể nuốt đan bằng cách sử dụng tính năng dung hồn hả? Có tặng quà hàng ngày tại box sự kiện, inbox fanpage, tại Zalo để nhận, hội nhóm Zalo, box nạp game, sự gì, group sự kiện game, tham gia Zalo để nhận quà. Ok. Rồi đồ họa đẹp mượt ngọt, cốt truyện tiên hiệp đỉnh cao, nhiều hoạt động kinh điển, vô vàn tính năng hấp dẫn. Ok. Này. Ok, giờ vô ạc mượn đi. Ạc này phải nhắn tin admin xin quà nữa. Để tí nào. Đây, đi mượn về nè các bạn ơi. Nào, đi leo tháp. Thôi từ từ đi. Long lân quy phụng gì đây? Hạt này anh top chưa mua gì nhiều hả? Mình có nên mua giùm ảnh không ta? Shop VIP thành tựu phản hồi thần binh. Ủa, cái shop nằm đâu quên mẹ nó rồi, lâu lắm không chơi cái này. Bấm vào đây, shop đây nè. Đây, ôi dồi ôi, kim nguyên bảo. 50 triệu anh ấy còn y kìa. Ok. Vậy là chắc mới nhận quà tân hữu hay gì nè. Ây dù. Nhưng mà level kinh đấy. Chắc đi quay hay là cái gì đó quá. Đó, mua liền. Trời ơi, ok nè bạn ơi. Ok nè, đó. Chúng ta có kim nguyên bảo thường là chúng ta có thể mua được những thứ trân quý ở trong game này nha các bạn. Ví dụ như là pháp trận, tinh hoa, đồ vòng, rồi danh hiệu đồ nè. Đó, nhận luôn nè hả. Nào. Ok, nhận nè. Hoàn thành 2-3 cái gì mà đâu hết cái nữa rồi. Đây, ok, accept. Lên tới đây rồi thì accept lên hơi chậm ha. Ưu đãi hả? Ưu đãi. Rồi. Có bao nhiêu đâu? Chúng ta có 50 triệu lận mà. Mua đi. Hơi bị nhiều đồ á.
Nhưng mà mấy cái đan này cũng để mai chiều ăn nuốt thôi chứ có làm chi mô. Ăn hết đi. 30 triệu. Hiện tại thì Thanh level mình thấy không lên nữa ta. Giữ nè. Xác nhận. Ok. Thần binh thần khí gì đây? Lực chiến không đủ hả? Nhiệm vụ trận bạc chưa đánh gì hết. Tiên hiệp. Trời, kích hoạt liền chứ. Ngại ngùng gì vết bẩn nè. Kích hoạt liền chứ. Nhận kích hoạt rồi thì nhận quà thôi. Nè, kích hoạt 30 ngày luôn. Trời ơi. Rồi hành tẩu. Hành tẩu chắc hỏi đi. Ê, nguyền trang nè. Mua nè. Đó, đeo vô. Trời ơi. Đeo vô. Để chi vậy? Đó. Ok. Hú gửi chưa nâng luôn hả? Tiếc dữ ta. Để nâng giùm cho bồ ơi. Cái này mình biết chơi. Nào. Thằng bên. Ê, con hú gửi nó nằm ở trong góc rồi sao mà lấy ta? Cái con hú gửi nó nằm ở trong góc nè. Ây dù. Không phải. Ủa, nó nằm đâu? Nè, đúng không? Không phải đâu. Tỏ kỳ. Đúng, ổ không phải. Thần binh ngoại hình. Linh phong, rồi thần thánh, rồi tinh hoa xã hội thần khí. Ủa, alo. Ok. Trời, kim nguyên bảo còn lắm thế. Nó. Trời ơi, mới 49 triệu còn nhiều lắm các bạn ơi. Nó, nâng đầu lên. Trời ơi, con này lâu lắm hay là đúng không? Đó, lên bậc nhiêu rồi? Bậc 8 rồi hả? Hình như là max là bậc 12 lần các bạn. Ok, để thần khí đúng không? Thần khí bậc 9 rồi. Chà, từ bậc 9 mà lên bậc 12 thì nó ngốn khá nhiều kỳ trân và dị bảo đó chứ. Ok. Lên đi bé ơi. Vẫn chưa đủ nữa kìa. Thôi. Cho nó lên bậc 10 thôi. 10, 12 gì thôi. Chứ lên nữa nghèo quá. Ok. Chưa kích hoạt được bậc sao. Thôi được rồi, để nó đi. Nâng lên nữa là nghèo quá. Chợ. Ủa, cái con thú cưỡi của mình nó nằm ở đâu ta? À, hình như ở đây đúng không? Tiếng bậc thời trang thần binh. Này là thời trang. Ủa, có con thú cưỡi tự nhiên quên nó nằm ở đâu rồi anh em? Ủa là trời. Rồi. Bậc 7. Cho nó lên bậc 9. Ê, bậc 9 đẹp nè, bậc 8 đẹp nè. Hay là mình ngừng ở đây ta? Thôi cho nó gắn lên bậc 9 đi. Thôi quay lại đi. Ok. Thần binh có cái cây này hả? Đó, nâng lên luôn. Chơi, còn tới 44 triệu lần anh em ơi. Cứ chơi từ từ hả? Đó, tỷ lệ nạp 100.000 bằng 50 triệu kim nguyên bảo. Tỷ lệ cũng khá là hời, dễ chơi ha. À, không thì cứ cày cốt thôi. Bao nhiêu đây thì cộng thêm với mấy cái quà cốt ngày, đồ sự kiện, đồ này nọ nữa. Thì heo nghĩ là anh em có thể dễ dàng chơi game này mà. Trời ơi. Đó, ôi cây này lên. Mỗi đứa lên bậc 8 là đủ rồi. Em nghĩ là mỗi đứa là cứ bậc 8 đẩy tới là được rồi. Ok. Ủa, dòng sáng dưới chân là hồi nãy mình có một cái skin rồi mà ta. Bậc 6. Bậc 7. Rồi cho nó lên bậc 8 là ngưng được rồi hả? Đó. Trời ơi. Này dấu chân gì hơn kệ nó đi. Dung luyện bớt. Nhân vật. Kỹ năng. Tiên hiệp. Thần binh danh hiệu. Túi. Thời trang thần binh. Còn gì tiên biến nữa hả?
Cỏ kỵ, cỏ trang. Ủa, rồi cái con hú cưỡi không biết nó nằm ở đâu ta. Cái đồ. Nè, con hú cưỡi này nè, heo không nhớ là nó nằm ở đâu để mà tăng nó lên luôn á. Xù thế. Bây giờ hệ thống ao tu phản hồi. Ồ, còn nạp đầu nữa hả? Trời, nhận liền chứ. Trời ơi, quà cáp gì giờ này nữa bé ơi. Đó. À, nạp thêm. Nạp thêm, nạp ít gì hết rồi. Nạp đầu thôi. Rồi rồi rồi. Gì truyền tống hả? Trải nghiệm. Ủa alo. Mở ra coi nhiệm vụ chính tiếng nó đi tới đâu. Tự nhiên tới đó cái nó hết rồi. À, game này từng làm mưa làm gió trên kênh chúng ta những cái ngày đầu mà mở kênh, anh em nhớ không? Rồi, nhiều anh em chắc giờ không nhớ mấy cái này đâu. Ngày xưa lúc mà mới ra kênh là trời ơi, cái này cũng dữ dằn dện lắm á. Này, kỹ kim nguyên bảo khóa. Lực chiến. Ủa, trong cái thời trang nó không có gì trong này hết ta. Thành tựu nguyên trang thì có, thời trang thì không, thần bí. Ủa, nó phải có cái event quay đồ đâu nữa chứ ta, hay là chưa đủ không biết nữa. Trời ơi, nào chạy nhiệm vụ đi bé ơi. Chưa tìm ra được cái chỗ mà nâng con bé này nữa. Ê, có bạn ship hàng nè, vô coi coi. Killer hả? Thông tin. Không tin. Ờ, đây hú cưỡi nè, người ta lên hú cưỡi nè mà mình chưa lên được hú cưỡi. Cánh nữa nè, còn chưa biết nó nằm ở đâu nữa. Đậu à, là ở đây. Thời trang, thần binh, tích cực đồ này nọ, nhân vật, kỹ năng, danh hiệu, tiên nguyễn cổ, tiến bậc nè, dung luyện. Không phải thần khí hồi nãy mình nâng rồi. Nội công, nội đan, thánh khí, giao hữu, tọ hoa, tọ nguyệt, linh thạch, hồn, giới chỉ, thần thú rồi nè, tháp hoa, tháp canh gì nè. Ok, linh thú, không phải luôn. Ngoại hình, nâng sao, nè, đó, ôi rồi ôi. Đây là bộ rồi. Đẹp ghê không? Trời ơi, mà mấy cái thời trang không biết mua đâu. À. Rồi ok nha, anh em nào có chơi thì có thể kéo xuống phần mô tả cũng như là bình luận của video tải về chơi và tìm hiểu ha. Game này lâu quá không chơi, bây giờ vô không biết nó nằm ở đâu hết. Ôi trời ơi, cái này chắc trả lại cho chủ ạc đi rồi mai chiều rồi... heo rảnh, heo vào, heo tìm hiểu thêm ha. Ok ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye. Ôi dồi ôi, nó bay mầm luôn kìa.